Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe chuyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 239. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Thậm chí còn có người nói Chấn Tiên Tháp và Vạn Khôi Cung đều là Khôi Đế luyện chế ra, nhưng không ai có thể lấy ra chứng cứ xác thực. Chúng ta muốn đi xông vào Vạn Khôi Cung, nhưng con rối thú thủ cung thực lực quá mạnh. Chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Sau khi xong việc, chúng ta chắc chắn có hậu tạ. Con rối thú thủ cung của Vạn Khôi Cung là con rối thú cấp 4, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh. Số lượng không chỉ một con, nhưng con rối thú của Vạn Khôi Cung sẽ chỉ hoạt động ở Vạn Khôi Cung, ai cũng không thể mang ra khỏi Vạn Khôi Cung. Các người cũng không phải là đối thủ của con rối thú. Võ Đạo Hiểu, người đang nói đùa. Vừa Thanh Sơn lộ vẻ mặt hoài nghi. Nơi chúng ta muốn đi có con rối thú cấp 4 thượng phẩm chặn đường. Cái này tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Võ Sương cười khổ nói. Nếu không phải là con rối thú cấp 4 thượng phẩm chặn đường, hắn cần gì phải mời Vương Thanh Sơn ra tay giúp đỡ. Con rối thú cấp 4 thượng phẩm chặn đường sao? Cho dù là ba người chúng ta liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của nó nhỉ? Vương Thanh Sơn cau mày nói. Cân nhắc đến tài liệu luyện chế con rối thú, thực lực con rối thú cấp 4 thượng phẩm so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn vài phần. Nếu là Võ Sương và Lý Linh Nhi bảo hắn bám trụ con rối thú cấp 4 thượng phẩm, hắn không làm được. Cái này cũng không phải là nói đùa, có chút vô ý sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là điều tất nhiên. Chúng ta hẹn một vị đạo hữu khác, hắn cũng sẽ mời hai người bạn tốt, sáu vị tu sĩ Nguyên Anh liên thủ bám trụ con rối thú cấp 4 thượng phẩm một đoạn thời gian hẳn là không thành vấn đề. Sau khi xong việc, chúng ta có thể để ngươi tiến vào kho báu của gia tộc chúng ta chọn lựa hai loại bảo vật. Ý của Vương đạo hữu như thế nào? Võ Sương thành khẩn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn, sợ Vương Thanh Sơn từ chối. Vương Thanh Sơn trầm ngâm không nói. Kiền Dương tiên lực ở Bắc Cương tu tiên giới tiếng tăm không kém, bọn họ chẳng lẽ không có mấy người bạn tốt sao? Vì sao cứ phải mời hắn ra tay giúp chứ? Lý Linh Nhi tựa như nhìn ra nghi hoặc trong lòng của Vương Thanh Sơn, giải thích. Chúng ta vốn là mời hai người bạn tốt, nhưng bọn họ lâm thời có việc không tới được. Vạn Khôi Cung cũng không chờ người ta. Một lần này không đi thì phải chờ trăm năm sau. Mà mời hỏi một câu, Võ Đạo Hiểu, Võ Phu Nhân, các người muốn lấy là bảo vật gì? Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra biểu cảm tò mò. Vạn Khôi Cung so với Chấn Tiên Tháp càng thêm nguy hiểm, trừ con rối thú thủ cung còn có các loại cấm chế mạnh mẽ. Nếu không phải như thế, bảo vật đã sớm bị người ta lấy hết. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người có ý với Vạn Khôi Cung. Có nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh chết ở bên trong Vạn Khôi Cung. Đây là chuyện được rất nhiều người chứng minh, không phải là tung tin vịt. Khác với Chấn Tiên Tháp là Chấn Tiên Tháp vừa đại chấm dứt có thể rời khỏi, tiến vào Vạn Khôi Cung như thế nào thì rời khỏi như thế đó. Vạn Khôi Cung ở bên trong một chỗ cấm địa, muốn tới Vạn Khôi Cung cần qua rất nhiều nơi nguy hiểm. Võ Sương do dự một lát nói, chúng ta là vì tàn thể của Khôi Đế, nghiêm khắc mà nói là một con rối thú cấp 4. Có ý tứ gì? Vương Thanh Sơn mờ mịt. Tàn thể Khôi Đế là một con rối thú cấp 4 sao? Theo chúng ta điều tra nhiều mặt, Khôi Đế là người có linh thể, một cơ thể, hai linh hồn. Ở Vạn Khôi Cung là phó hồn Khôi Đế. Về phần chủ hồn không biết tung tích. Đương nhiên, chúng ta chỉ là đoán, không có 10 phần nắm chắc. Võ Sương khẳng định cũng không nói thật. Con rối thú kia khẳng định không phải là con rối thú bình thường, hoặc là con rối thú chỉ là ngụy trang, có bảo vật khác, ví dụ như là thông thiên linh bảo. Lời đồn Khôi Đế là tu sĩ hóa thần, muốn nói Vạn Khôi Cung có thông thiên linh bảo, cái này cũng nói thông. Như vậy đi, Vương Đạo Hiểu, nếu ngươi đồng ý hỗ trợ, ngày sau có chỗ nào dùng tới chúng ta sẽ tuyệt đối không chối từ. Võ Sương hứa hẹn. Hai người bạn tốt có việc không tới được, Vương Thanh Sơn nếu là không hỗ trợ, tỷ lệ lấy được bảo vật của bọn họ sẽ giảm xuống. Được rồi, vậy ta liền đi cùng các ngươi một chuyến đi. Vương Thanh Sơn cân nhắc một chút, đáp ứng. Sáu tu sĩ Nguyên Anh liên thủ,
Cho dù không diệt được con rối thú cấp 4 thượng phẩm, bám trụ con rối thú cấp 4 một đoạn thời gian hẳn là không có vấn đề. Nghe xong câu trả lời này, trên mặt Vỏ Xương cùng Lý Linh Nhi không hẹn mà cùng lộ ra sự vui sướng. Quá tốt rồi, Vương Đạo Hiểu, ngươi tạm thời ở lại Phượng Minh Sơn Trang, chúng ta ngày sau lại xuất phát. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vỏ Xương phái người mang Vương Thanh Sơn đi xuống nghỉ ngơi. Có Vương Đạo Hiểu hỗ trợ, hy vọng sẽ không chậm trễ việc lớn của chúng ta. Đều trách Cửu U Tông, nếu không phải là Cửu U Tông, đám người Tôn Đạo Hiểu cũng sẽ không thoát thân ra được. Vỏ Xương thở dài nói, biết sớm như vậy, chúng ta đã mời Thanh Liên Tiên Lữ ra tay. Bọn họ nếu là đồng ý ra tay, nắm chắc lớn hơn nữa. Chu Tư Hồng xuất hiện ở Nam Hải, có khả năng mở ra thông đạo đi thông ma giới. Thanh Liên Tiên Lữ không có khả năng rời khỏi Nam Hải, trừ phi bọn họ không để ý tới tộc nhân sống chết. Bọn họ có hơn vạn tộc nhân, không có khả năng rút toàn bộ khỏi Nam Hải. Mời đại tông môn Nam Hải không cho phép bọn họ làm như vậy. Nghe nói Chu Tư Hồng đạt được một món thông thiên linh bảo, không biết Vạn Khôi Cung có thông thiên linh bảo hay không. Vỏ Xương nói xong lời cuối cùng, hai mắt tỏa sáng. Đoạn lý do đó bọn họ nói với Vương Thanh Sơn cùng là người khác nói, chưa được chứng thực. Có một món linh bảo đã không tệ rồi. Thật là thông thiên linh bảo ngược lại không phải là chuyện tốt. Lý Đinh Nhi thở dài nói, nếu là thông thiên linh bảo, sáu tu sĩ Nguyên Anh khẳng định sẽ đánh nhau to. Hai ngày sau, một con thuyền bay màu đỏ dài hơn 10 trượng bay ra khỏi Phượng Minh Sơn Trang, lóe lên vài cái liền biến mất ở chân trời. Lạc Nhật Sa Mạc ở chỗ Tây Bắc Bắc Cương, tu tiên giới Vạn Khôi Cung từng lừng danh chính là ở sâu trong Lạc Nhật Sa Mạc. Cấm chế trùng trùng, tu sĩ kết đan xâm nhập Lạc Nhật Sa Mạc, cửu tử nhất sinh. Tu sĩ Nguyên Anh tỷ lệ sống sót cao hơn được một chút, vẫn như cũ có phiêu lưu ngã xuống. Nghiêm khắc mà nói, Lạc Nhật Sa Mạc là chỗ động phủ tạo hóa của Khôi Đế. Qua mỗi trăm năm, cấm chế của Lạc Nhật Sa Mạc sẽ suy yếu. Gặp mỗi lúc này, có không ít tu sĩ cấp cao sẽ nhân cơ hội này tiến vào Lạc Nhật Sa Mạc lấy bảo vật. Mặt trời chiều ngả về Tây, một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên lượng lớn hạt cát màu vàng, tiếng xé gió vang lớn. Một đạo độn quang màu vàng xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay tới nơi đây. Không có bao lâu, độn quang màu vàng ngừng lại ở bên ngoài Lạc Nhật Sa Mạc. Độn quang tắt, hiện ra một nam tử áo bào vàng mặt rỗ. Nam tử áo bào vàng bụng phệ, nhìn qua cực kỳ đáng khinh. Ai trốn ở bên dưới, mau lăn ra đây. Nam tử áo bào vàng nhíu mày, nhìn mảnh không gian nào đó phía dưới quát lớn. Hắn vừa nói, lấy ra một tấm khiên lấp lánh ánh vàng, vòng quanh hắn bay lộn không ngừng. Ánh sáng đỏ chợt lóe, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ ngủ quan như vẽ. Vẻ mặt của nàng khẩn trương. Ngươi là một tu sĩ kết đan, trốn ở nơi đó, muốn am toán hoàng mộ sao? Muốn giết người đoạt bảo sao? Nam tử áo bào vàng nghiêm mặt quát lớn. Như thế nào, Hoàng Phu Quý, người muốn giao huấn đệ tử của lão phu sao? Một giọng nam tử có chút lạnh lùng từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu vàng xuất hiện ở chân trời nơi xa. Không đến ba hơi thở, độn quang màu vàng dừng lại. Ánh vàng chợt lóe, hiện ra một ông lão áo bào vàng khuôn mặt uy nghiêm. Ông lão áo bào vàng dáng người cao gầy, trên đạo bào thêu ba vầng trăng tròn màu vàng, tựa như là đại biểu cho cái gì. Hoàng Phu Quý nhìn thấy ông lão áo bào vàng, ngượng ngùng cười, lấy lòng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Hoàng Mộ đùa với cô ấy thôi. Ta nói vì tiểu hiểu này tuổi còn trẻ, thế mà có tu vi kết đan tầng 7, thì ra là đệ tử của Triệu Đạo Hiểu, quả nhiên là danh sư xuất cao độ. Ông lão áo bào vàng nhìn thấy bộ dáng này của Hoàng Phu Quý, cùng lời so đo với hắn. Hoàng Phu Quý có tiếng là bắt nạt kẻ yếu, quan trọng nhất là người này độn tốc cực nhanh, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng không đuổi kịp hắn. Loại người kiểu Hoàng Phu Quý là đối tượng các thế lực lớn cố gắng tránh đắc tội. Thiếu phụ váy đỏ thở vào nhẹ nhõm một hơi, bay về phía ông lão áo bào vàng, truyền âm báo cáo tình huống. Được rồi, vi sư đã biết, ngươi trở về đi. Ông lão áo bào vàng vung tay lên, thiếu phụ váy đỏ liên thanh vâng dạ, phi độn rời đi. Hoàng Phu Quý vội vàng bay lên trời, rời xa ông lão áo bào vàng. Trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng, sợ ông lão áo bào vàng hạ sát thủ đối với hắn. Ông lão áo bào vàng đạo hiệu là Kim Diệu Thượng Nhân, có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thanh danh nhiều năm. Ha ha, thật náo nhiệt, Triệu Đạo Hiểu, Hoàng Đạo Hiểu.
Một giọng nam tử có chút sang sảng từ chân trời vang lên. Một cầu vồng màu trắng phi độn đến. Không có bao lâu, cầu vồng màu trắng dừng lại. Là một ông lão áo bào trắng, mặt mũi hiền lành. Tay phải hắn nắm một cây gậy trống đầu sói trắng nõn như ngọc. Trên pháp bảo thêu hình một con sói nhỏ màu trắng trông rất sống động. Bạch lão quỷ, người thế mà cũng đến đây. Kim Diều thượng nhân nhíu mày, hắn hiển nhiên là nhận ra ông lão áo bào trắng. Bạch Lang chân nhân, hắn là bán yêu, hắn là người tu tiên nhân tộc một tay nuôi lớn, luôn hoạt động ở địa bàn nhân tộc, từng tham gia đối kháng yêu tộc. À ha, hai vị đạo hữu cũng là có ý đồ với Vạn Khôi Cung sao? Cần liên thủ hay không? Vạn Khôi Cung 500 năm mở ra một lần, một vị tu sĩ nguyên anh cả đời nhiều nhất tiến vào hai lần. Lão phu vận khí không tệ, lúc trước từng xông vào Lạc Nhật sa mạc. Bạch Lang chân nhân nheo đôi mắt lại, cười hề hề nói: Hoàng mộ độc lai độc vãng quen rồi, xin lỗi Bạch đạo hữu. Hoàng phu quý uyển chuyển từ chối, hắn cùng với Bạch Lang chân nhân không có giao tình gì, hắn cũng không dám liên thủ với Bạch Lang chân nhân. Lòng người cách cái bụng, lão phu cũng không có thói quen liên thủ với người khác, các người tùy ý. Kim Diều thượng nhân hóa thành một dải cầu vòng màu vàng, bay đi Lạc Nhật sa mạc. Không trung nổi lên một gợn sóng, hiện ra một màn hào quang màu vàng như ẩn như hiện. Kim Diều thượng nhân chui vào màn hào quang màu vàng biến mất. Bạch Lang chân nhân nhìn về phía Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng cười, lùi một bước, vẻ mặt đầy đề phòng. Bạch Lang chân nhân không nói gì nữa, hóa thành một dải cầu vòng màu trắng biến mất ở Lạc Nhật sa mạc. Hoàng Phú Quý thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi trên mặt. Ba ngày sau, một độn quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi đây. Không có bao lâu, độn quang màu đỏ dừng lại, là một con thuyền bay lấp lánh ánh đỏ. Kiền Dương Tiên Lữ, bọn năm tu sĩ Nguyên Anh đứng ở trên thuyền bay màu đỏ. Trừ ba người bọn Phương Thanh Sơn, còn có thêm một thiếu phụ váy trắng trâu tròn ngọc sáng của một ông lão áo bào xanh trắng trẻo mập mạp. Ông lão áo bào xanh khí tức mạnh nhất, Nguyên Anh trung kỳ. Ô, Hoàng Phú Quý, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Lâm phu nhân, Trần đạo hữu, hào hữu của các ngươi nói sẽ không là Hoàng Phú Quý chứ? Vỏ xương khẽ ồ một tiếng, cau mày nói. Hoàng Phú Quý xuất thân Đông Hoang, nhưng tính cách nhát gan, sợ phiền phức của hắn, tu sĩ cấp cao của Bắc Cương tu tiên giới đều có chút nghe nói. Hoàng Phú Quý trừ chạy trốn nhanh, không được cái gì cả. Hắn không thể giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Đúng vậy, trên tay Hoàng đạo hữu có một món dị bảo. Chúng ta lúc xuyên qua Lạc Nhật sa mạc cũng sẽ dễ dàng hơn được một chút, giảm bớt phiêu lưu. Thiếu phụ váy trắng giải thích. Nghe xong lời này, sắc mặt vỏ xương giãn ra. Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra nét cổ quái. Hắn không ngờ ở nơi này đụng tới Hoàng Phú Quý. Chưa lập tức chào hỏi Hoàng Phú Quý coi như là không quen biết. Kiền Dương Tiên Lực tham gia kết anh đại điển của Vương Thanh Sơn. Bọn họ chỉ biết là Hoàng Phú Quý quen biết Thanh Liên Tiên Lữ. Hai tu sĩ Nguyên Anh khác không biết Hoàng Phú Quý cùng Vương Thanh Sơn quen nhau. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt. Hắn rất nhanh phản ứng lại, cười nói: Hoàng mộ ra mắt các vị đạo hữu, lão phu ít nhiều có thể giúp đỡ được một chút, tuyệt đối sẽ không liên lụy các vị đạo hữu. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn là lên đường nhanh một chút đi. Qua một đoạn thời gian nữa, cấm chế Lạc Nhật sa mạc sẽ khôi phục, đến lúc đó muốn rời khỏi sẽ không dễ dàng. Lý Linh Nhi thúc giục. Qua mỗi 500 năm, cấm chế Lạc Nhật sa mạc sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu. Qua giai đoạn suy yếu, uy lực của cấm chế sẽ khôi phục. Đến lúc đó, muốn rời khỏi Lạc Nhật sa mạc là không dễ dàng. Đi thôi, Hoàng đạo hữu, chúng ta cùng nhau xuất phát đi. Vỏ xương gọi Hoàng Phú Quý một tiếng. Hoàng Phú Quý tung người bay đến trên thuyền. Hắn vẫn chưa chào hỏi với Vương Thanh Sơn. Thuyền bay màu đỏ chợt toát ra một mảnh lớn hào quang màu đỏ, độn tốc tăng vọt, bay vào Lạc Nhật sa mạc. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trên không một mảnh sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ. Cuồng phong gào thét đi qua, thổi bay lượng lớn hạt cát màu vàng. Bọn họ vừa hiện thân, một tiếng xe gió chói tai vang lên. Mười mấy lốc xoáy màu vàng cao hơn trăm trượng thổi quét đến. Nơi lốc xoáy màu vàng đi qua, cuốn lên vô số hạt cát màu vàng, thể tích tăng vọt, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hề hề, xem ta. Hoàng Phú Quý cười hề hề, nâng tay, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra. Là một hạt châu màu vàng to bằng quả trứng. Hạt châu màu vàng xoay tít,
nở rộ ra vạn tia sáng màu vàng, bao phủ phạm vi trăm trượng ở bên trong. Lốc xoáy màu vàng va chạm vào quần sáng màu vàng, giống như là mùa xuân tiết tan, hóa thành một mảnh lớn hạt cát màu vàng rơi trên mặt đất. Trong mắt Vỏ Xương chợt lóe lên sự ngạc nhiên, không nói gì thêm, bắt pháp quyết, thuyền bay màu đỏ chậm rãi bay về phía trước. Một đường bay tới, bọn họ lọt vào các loại công kích, lốc xoáy, đào cát, vận thạch, vân vân. Món gì bảo kia của Hoàng Phú Quý trở nên nổi bật, có thể suy yếu uy lực của những công kích này. Một ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên một mảnh sa mạc màu vàng nhạt. Một tràng tiếng ong ong vang lên trầm đục. Hàng chục vạn con kiến màu vàng từ sa mạc màu vàng bên dưới bay ra, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng, cùng một thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng, mang theo một tiếng xé gió, chém về phía 6 người bọn Vương Thanh Sơn. Không ổn, là Kim Nghĩ. Loại yêu kiến này là yêu trùng chỉ lạc nhật sa mạc có, đào thương bất nhập, pháp bảo khó thương tổn, trời sinh có thể biến hóa thành hình thái binh khí công kích người tu tiên, không thể nhận chủ. Thiếu phụ váy trắng khẽ nhíu lông mày lá liễu, trở nên sắc mặt ngưng trọng. Vỏ Xương khẽ hừ một tiếng, mở mồm, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, sau khi mơ hồ hóa thành một cây côn khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng rơi ở trên tay của hắn. Mặt ngoài cây côn khổng lồ màu vàng có khắc một hình ngọn lửa màu vàng. Phóc một tiếng trầm nặng, một mảnh lớn ngọn lửa màu vàng trào ra, bao lấy cây côn khổng lồ màu vàng. Vỏ Xương vung hai cánh tay, cây côn khổng lồ màu vàng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa điên cuồng đập xuống. Cây côn khổng lồ màu vàng còn chưa thật sự nện xuống, vô số lửa màu vàng đã trước một bước tuôn ra, hình thành một tấm lưới lửa màu vàng lớn mấy trăm trượng, bao phủ về phía lưỡi đao khổng lồ màu vàng cùng thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng và lưỡi đao khổng lồ màu vàng lao vào bên dưới lửa màu vàng, nhất thời tán loạn ra, hóa thành một đám con kiến màu vàng. Chúng nó nhanh chóng tụ tập thành những mũi tên màu vàng dài cả thước, hóa thành mấy ngàn mũi tên màu vàng bắn nhanh đến. Ông lão áo bào xanh phất tay áo, một cây cờ phướn màu xanh dài cả thước bay ra, đánh vào một pháp quyết. Cờ phướn màu xanh nhất thời bộc phát ra thanh quang chói mắt, hình thể tăng vọt, chợt toát ra một cơn cuồng phong màu xanh, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Mũi tên màu vàng dày đặc bắn nhanh đến, đánh lên cuồng phong màu xanh, nhất thời bay ngược đi. Nhân cơ hội này, thuyền bay màu đỏ nở rộ ánh sáng màu đỏ, bay về phía trước. Sau một thời gian một chén trà nhỏ, thuyền bay màu đỏ xuất hiện ở trên không một mảnh sa mạc màu đen. Mảnh sa mạc màu đen rất là quỷ dị. Bầu trời đều là màu xám, không giống với địa phương khác như vậy. Nơi đây rất bình tĩnh, tựa như là dải đất không gió. Dưới sa mạc màu đen truyền đến một tràng tiếng nổ trầm thấp, kịch liệt chớp lên. Vô số hạt cát màu đen chợt bay ra, hóa thành 5 người khổng lồ màu đen cao hơn trăm trượng. Người khổng lồ màu đen dáng người khôi ngô, trên tay nắm binh khí. Người khổng lồ màu đen toàn thân đen bóng, vô số hạt cát màu đen ngưng tụ thành. Trên tay của bọn họ nắm đao thương côn bổng, hạt cát màu đen ngưng tụ thành, từ bốn phương tám hướng lao tới. Đám xa binh, chú thích, binh sĩ cát. Đám xa binh này là giết không nổi. Chúng ta phải xuyên qua nơi này nhanh một chút, nếu không sẽ bị chúng nó bám chân chết ở chỗ này. Vỏ Xương thấp giọng quát, vung cây côn khổng lồ màu vàng trên tay, nhấc lên nhiều tầng sóng lửa màu vàng, biến ảo thành một mảnh lớn lửa màu vàng, mang theo một luồng nhiệt độ cao ngập trời, đánh về phía người khổng lồ màu đen. Lửa màu vàng rơi ở trên thân người khổng lồ màu đen, truyền ra một tràng tiếng xèo xèo trầm đục, bốc lên một làn khói. Cây côn khổng lồ màu vàng nện lên người khổng lồ màu đen, người khổng lồ màu đen chợt vỡ ra, hóa thành vô số hạt cát màu đen. Nhưng rất nhanh, sa mạc màu đen truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm, một người khổng lồ màu đen giống như đúc từ trong dưới sa mạc chui ra. Đám người Lý Linh Nhi thi nhau ra tay công kích người khổng lồ màu đen. Người khổng lồ màu đen căn bản giết không chết, chúng nó là cấm chế tạo ra, căn bản giết không hết. 6 tu sĩ Nguyên Anh liên thủ rất nhanh đã xuyên qua sa mạc màu đen. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ lục tục đụng phải nhiều cấm chế. Cũng may cấm chế ở thời kỳ suy yếu, chưa thể tạo thành quấy nhiễu cho bọn họ. Hoàng Phú Quý hiển nhiên từng xông vào không ít cấm địa cùng bí cảnh, đưa ra không ít đề nghị, bớt đi không ít phiền toái. 5 ngày sau, thuyền bay màu đỏ một lần nữa dừng lại. Phía trước là một mảnh sa mạc màu vàng rộng lớn vô biên. Cuồng phong càn quét qua, cuốn lên vô số hạt cát màu vàng, tiếng xé gió vang không ngừng. Xuyên qua khu vực này,
thì có thể tới chỗ Vạn Khôi Cung. Nhưng khu vực này có yêu thú cấp 4 xuất hiện, từng có người đụng phải yêu thú cấp 4 thượng phẩm. Mọi người nhất định phải cẩn thận, hy vọng vận khí chúng ta sẽ không kém như vậy. Võ Sương sắc mặt ngưng trọng. Lời đồn các yêu thú này là Khôi Đế thả ra trông coi Vạn Khôi Cung. Chúng nó thực lực mạnh mẽ, tu sĩ Nguyên Anh có chút vô ý cũng có thể ngã xuống. Thuyền bay màu đỏ chậm rãi bay về phía trước, thỉnh thoảng có lốc xoáy màu vàng đánh tới. Vừa tới gần bọn họ cách 10 trượng, va chạm vào quầng sáng màu vàng do hạt châu màu vàng phát ra, lốc xoáy màu vàng đã tán loạn biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Có yêu thú hướng về phía chúng ta, ngay tại lòng đất. Hoàng Phú Quý chợt mở miệng, vẻ mặt khẩn trương. Võ Sương không dám sơ ý, bắt pháp quyết, thuyền bay màu đỏ chợt dừng lại. Sáu người buông ra thần thức tìm kiếm dưới sa mạc, nhưng cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Lý Linh Nhi bắt kiếm quyết, bảy cây phi kiếm lấp lánh ánh sáng lam từ ống tay áo của nàng bay ra. Sau khi mơ hồ, bảy cây phi kiếm màu lam nở rộ linh quang, nở rộ ra mấy ngàn kiếm khí màu lam sắc bén vô cùng, nhập vào sa mạc màu lam phía dưới, vang lên một chuỗi tiếng nổ. Hai tay của ông lão áo bào xanh nắm một cây cờ phướn màu xanh thẳm, hắn vung nhẹ một cái, tiếng xé gió rền vang, một mảnh lớn lưỡi đao gió cửa lớn to bằng ván cửa bay ra, nhập vào trong sa mạc màu vàng. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn, cát vàng bay múa đầy trời, che cả bầu trời. Một khắc đồng hồ trôi qua, không có bất cứ gì khác thường, cũng chưa có bất cứ yêu thú nào lộ diện. Năm người bọn Võ Sương đều nhìn về phía Hoàng Phú Quý, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần hoài nghi. Nếu có yêu thú đã sớm lộ diện. Ta không có nói sai, Hoàng Phú Quý vội vàng giải thích, lật tay phải vỗ túi linh thú, một con mảng xà toàn thân màu vàng bay ra. Ngoài thân mảng xà màu vàng có một chút đường vân màu bạc trắng, có hai cái đầu, trong mắt là màu xanh lục biếc. Đây là Bích Đồng Sa Mãng, nó tinh thông thổ hệ pháp thuật, nhiều lần giúp ta vượt qua nguy cơ. Dưới sa mạc có yêu thú cấp 4, nó lập tức cho chúng ta cảnh báo, trăm lần thử đều linh. Bích Đồng Sa Mãng sao? Loại linh thú này sinh sản khó khăn, hầu như là tuyệt tích. Hoàng đạo hữu, vận khí của ngươi không tệ. Võ Sương có chút kinh ngạc nói. Còn Bích Đồng Sa Mãng này của Hoàng Phú Quý là bậc 3 hạ phẩm, nhưng loại linh thú này sinh sản khó khăn, hầu như tuyệt tích. Không ngờ Hoàng Phú Quý chăn nuôi được một con. Nó đến rồi, Vô Thanh Sơn mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía mảnh hư không nào đó phía dưới. Bắt pháp quyết, vô số hào quang màu xanh chợt toát ra ở không trung phụ cận, hóa thành những cây phi kiếm màu xanh dài 2 thước. Sau khi mơ hồ, phi kiếm màu xanh dày đặc kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chống trời, dài hơn 100 trượng, mang theo một khí thế chẻ gãy nghiền nát, chém về phía sa mạc màu vàng phía dưới. Sa mạc màu vàng phóng lên một cái ụ đất lớn, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, như có quái vật lớn gì đó sắp chui ra. Thanh kiếm khổng lồ chống trời chém lên trên ụ đất, truyền ra một tiếng kim loại va chạm trầm đục, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, vô số hạt cát màu vàng bay đi 4 phương 8 hướng. Không có bao lâu, 6 người bọn Võ Sương thấy rõ bộ dáng yêu thú, là một con nhện màu vàng to bằng ngọn núi nhỏ. Đầu con nhện màu vàng nhỏ vô cùng, bụng mập, nhìn qua có chút buồn cười. Trên cái đầu nhỏ của nó mọc hơn 100 tròng mắt màu xanh lục biếc, cực kỳ cổ quái. Bách mục sa chu, loại yêu thú này bình thường là xuất hiện thành đôi. Võ Sương nhíu mày, con bách mục sa chu này là yêu thú cấp 4 trung phẩm, tương đương với người tu tiên Nguyên Anh trung kỳ. Vừa dứt lời, côn cát cách đó không xa kịch liệt chớp lên, một con bách mục sa chu hình thể sấp xỉ từ dưới sa mạc chui ra. Đây là một con bách mục sa chu cấp 4 hạ phẩm. Chúng nó vừa lộ diện, đồng thời phát ra một tiếng rít quái dị đến cực điểm. Chợt nổi lên một trận cuồng phong, vô số hạt cát màu vàng bay ra, hóa thành từng lưỡi đao cát màu vàng to bằng ván cửa, lao thẳng đến 6 người bọn Phương Thanh Sơn. Ông lão áo bào xanh vung cờ phướn màu xanh trên tay, phát ra một mảnh lớn lưỡi đao gió màu xanh lên nghênh đón. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, lưỡi đao gió màu xanh chém vỡ hết lưỡi đao cát màu vàng đánh tới, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng bị Lý Linh Nhi làm phép chặn lại. Hai con bách mục sa chu đều phát ra tiếng rít bén nhỏ. Mấy chục luồng ánh sáng màu xanh biếc từ trên đầu chúng nó bay ra, hướng thẳng đến 6 người bọn Phương Thanh Sơn. Lưỡi đao gió màu xanh va chạm vào ánh sáng màu xanh xanh biếc,
chợt nổ tung, kiếm khí màu lam cũng không ngăn được ánh sáng màu xanh biếc. Vỏ xương lấy ra một cây quạt lông lấp lánh ánh vàng, mặt ngoài quạt lông có hình của một con quạ màu vàng. Nhẹ nhàng quạt một cái, một tiếng quạ kêu vang lên. Con quạ màu vàng giống như là sống lại, đập cánh, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng đón đỡ ánh sáng màu xanh biếc. Ánh sáng màu xanh biếc tiếp xúc ngọn lửa màu vàng, chợt bốc lên một làn khói biến mất. Đừng lãng phí thời gian với chúng nó, tốc chiến tốc thắng đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, bắt kiếm quyết. Trên người lao ra một luồng kiếm ý kinh người, không trung hiện ra nhiều đốm sáng màu xanh, nhanh chóng hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn 10 trượng. Hoa sen màu xanh xoay vù vù, những cánh hoa màu xanh bay ra, hóa thành những cây phi kiếm màu xanh. Tốc độ chuyển động của hoa sen màu xanh càng lúc càng nhanh, số lượng phi kiếm màu xanh càng lúc càng nhiều, hóa thành một dòng lũ màu xanh, mang theo một trận tiếng xé gió đau đớn màng tai, lao thẳng đến một con bách mục sa chu. Trước người bách mục sa chu bay lên vô số hạt cát màu vàng, hóa thành một bức tường cát màu vàng cao hơn 100 trượng che ở trước người. Bức tường cát màu vàng bị đánh vỡ nát, bách mục sa chu cũng biến mất. Năm người bọn vỏ xương vây công một con bách mục sa chu khác, cũng là hiệu quả tương tự. Bách mục sa chu am hiểu thổ hệ pháp thuật, thấy tình thế không ổn, lập tức trốn dưới sa mạc, mượn dùng địa hình đối kháng 6 vị tu sĩ nguyên anh. Ngay từ đầu, bách mục sa chu còn có thể lao ra bề mặt, nhưng sau khi chịu thiệt một lần nho nhỏ, chúng nó liền luôn tránh ở dưới sa mạc, một mực quấy nhiều 6 người bọn vỏ xương, không để cho bọn họ thuận lợi lên đường. Cần nghĩ cách giết chết chúng nó mới được, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Ông lão áo bào xanh cau mày nói, bách mục sa chu quân lấy bọn họ mãi không tha, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Để ta tới thử đi. Hoàng Phu Quý lấy ra một tòa tháp nhỏ màu vàng lung linh tinh xảo, đánh vào một pháp quyết. Tòa tháp nhỏ màu vàng chợt sáng lên vô số phù văn màu vàng, hình thể tăng vọt, hóa thành cao hơn 100 trượng. Đáy tòa tháp khổng lồ màu vàng phun ra một mảnh lớn quầng sáng màu vàng, che kín một khu vực. Lượng lớn hạt cát màu vàng bay lên, cuốn vào tòa tháp khổng lồ màu vàng. Non nửa canh giờ trôi qua, sa mạc màu vàng tất cả như thường. Vô dụng, người cho dù dùng linh bảo cũng không có khả năng thu đi hạt cát nơi đây. Vỏ xương lắc đầu nói, chúng ta thử một lần đi. Ông lão áo bào xanh cùng thiếu phụ váy trắng, hoặc dùng pháp bảo, hoặc thi triển linh thuật, đều không thể làm gì được bách mục sa chu dưới sa mạc. Chúng nó một mực tránh ở dưới lòng đất sa mạc, cứ không lộ đầu, mượn dùng địa hình, căn bản không làm gì được chúng nó. Ta thử một lần đi. Vương Thanh Sơn hơi do dự, lấy ra huyền hoàng kính. Hắn rót pháp lực mênh mông vào trong huyền hoàng kính. Mặt gương nhất thời toát ra lượng lớn phù văn màu vàng. Sau khi mặt gương bừng sáng, phun ra một mảnh quầng sáng màu vàng, chụp vào trên một cái cồn cát. Cồn cát nhanh chóng hóa đá, biến thành nham thạch màu vàng đất. Pháp bảo thần thông hóa đá cực kỳ hiếm thấy. Vương Thanh Sơn thấy mà có một món dị bảo thuộc thổ thuộc tính. Năm người bọn vỏ xương đều có chút bất ngờ. Vương Thanh Sơn dám dùng huyền hoàng kính, tự nhiên cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đi mau, ta không kiên trì được thời gian quá dài. Hào quang màu vàng không ngừng di động, sa mạc chợt biến thành mặt đất cứng rắn. Vỏ xương nhất thời vui vẻ bắt pháp quyết, thuyền bay màu đỏ chợt nở rộ độn quang, bay đi về phía trước. Mượn dùng hoàng huyền kính yểm hộ, thuyền bay màu đỏ nhanh chóng tiến lên. Hai con bách mục sa chu muốn chặn lại, nhưng chúng nó vài lần thiếu chút nữa đụng tới linh quang hóa đá của huyền hoàng kính phun ra, cộng thêm mấy người bọn Lý Linh Nhi quấy nhiễu, hai con bách mục sa chu không chiếm được lợi thế gì. Một ngày sau, thuyền bay màu đỏ một lần nữa dừng lại, hai con bách mục sa chu đã rời khỏi. Vạn Khôi Cung rốt cuộc đến rồi. Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực. Theo ánh mắt của Hoàng Phú Quý nhìn lại, một tòa cung điện thật lớn gạch vàng ngói lưu ly dựng sừng sừng ở trong sa mạc. Cung điện cao hơn 100 trượng, trên cột đá thô to điêu khắc lượng lớn hình vẽ tinh xảo đẹp đẽ. Trên cửa cung điện treo một tấm biển màu vàng hình chữ nhật, bên trên viết 3 chữ to màu vàng: Vạn Khôi Cung. Linh quang lấp lánh, cực kỳ bắt mắt. Vạn Khôi Cung đóng chặt cửa, trên cửa có khắc một chữ Khôi thật lớn, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Nghe nói là Vạn Khôi Cung là một tòa mê cung, bố trí lượng lớn cấm chế cùng con rối thú, đồng thời cất chứa lượng lớn bảo vật. Vương Thanh Sơn thu hồi huyền hoàng kính, như có chút suy nghĩ nói, Khôi đế năm đó thống nhất Bắc Cương tu tiên giới, góp nhặt lượng lớn kỳ chân dị bảo,
không biết trong vạn khôi cung còn lại bao nhiêu. Thiếu phụ váy trắng nâng bàn tay ngọc, hơn 100 con linh phong màu trắng bay ra, bay về phía vạn khôi cung. Linh phong màu trắng vừa tới gần vạn khôi cung trăm trượng, bầu trời truyền đến một tiếng sét đinh tai nhức óc. Mười mấy tia chớp màu vàng thô to chui trên trời giáng xuống, bổ chuẩn xác vào trên thân của linh phong màu trắng. Một mảnh lớn lôi quang màu vàng bao phủ linh phong màu trắng. Không có bao lâu, lôi quang màu vàng tan đi, linh phong màu trắng biến mất. Cấm chế này chỉ có thể xông vào. Cũng may uy lực cấm chế có chút suy yếu rồi. Võ Sương vừa nói, vừa lấy ra một hạt châu màu vàng to bằng nắm tay. Mặt ngoài hạt châu màu vàng khắc một chút đường vân màu bạc huyền ảo. Ông lão áo bào xanh lấy ra một hạt châu màu bạc to bằng nắm tay. Mặt ngoài hạt châu màu bạc có chút đường vân màu vàng huyền ảo. Hai hạt châu vòng quanh bọn họ bay lộn bất định. Vô số phù văn hai màu vàng bạc tuôn ra, hóa thành một màn ánh sáng hai màu vàng bạc thật lớn, che kín sáu người bọn họ. Bọn họ chậm rãi bay đi vạn khôi cung. Vừa tới gần vạn khôi cung trăm trượng, bầu trời truyền đến một tràng tiếng sét vang dội. Một mảnh lớn tia chớp màu vàng bổ xuống, rơi ở trên màn ánh sáng hai màu, bốc lên một làn khói. Linh quang màn ánh sáng hai màu ảm đạm đi một chút. Võ Sương cùng ông lão áo bào xanh điên cuồng rót pháp lực vào trong pháp bảo hạt châu. Pháp bảo hạt châu nở rộ ra linh quang chói mắt, màn ánh sáng hai màu càng thêm dày đặc, trở nên thực chất hóa. Không có bao lâu, sáu người bọn họ đứng ở cửa vạn khôi cung. Màn ánh sáng hai màu trở nên như ẩn như hiện, sáu người đều bị dọa toát mồ hôi lạnh. Thế này nếu đổi tu sĩ nguyên anh khác muốn đi đến nơi đây cùng dị thường khó khăn, càng đừng nói là lấy bảo vật. Cửa vạn khôi cung dùng mặc kim thạch tạo thành, nặng vô cùng, chỉ có thể dùng man lực đẩy ra, dựa vào người đó, Võ đạo hữu. Ông lão áo bào xanh nhìn về phía cổng điện cao lớn, ánh mắt nóng rực nói, Võ Sương thu hồi con thuyền bay màu đỏ, ngoài thân nở rộ ra hào quang màu xanh, trong cơ thể truyền ra một tràng tiếng xương khớp vang dội. Thân hình cất cao không chỉ một vòng, gân xanh lộ ra, mạch máu dưới làn da rõ ràng có thể thấy được. Hắn đặt hai tay ở trên cửa điện, dùng sức đẩy. Sắc mặt của hắn đỏ lên, cửa điện chậm rãi mở ra, hiện ra một tòa cung điện màu vàng rộng rãi. Chính phía trước đại điện là một pho tượng nữ tử váy vàng kim thật lớn. Nữ tử nhìn ra xa, đây là pho tượng Khôi Đế. Trên vách đá điêu khắc tranh tường tinh xảo đẹp đẽ, hai bên đều có một cái thông đạo đá thật dài, không biết đi thông nơi nào. Lý Linh Nhi thả ra hai con rối khỉ cao bằng con người, ở trong điện đi lại chung quanh, đều chưa có bất cứ điều gì khác thường. Chúng ta phải đi bên phải thông đạo, cẩn thận cơ quan cấm chế. Võ Sương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nâng bước đi vào. Năm người bọn Phương Thanh Sơn theo sát sau đó. Thông đạo khá rộng rãi, năm người đi song song không có vấn đề. Đi hơn trăm trượng, chợt xuất hiện một con rối thú hình người, mặc áo giáp màu vàng. Tay phải của nó nắm cây trường mâu lấp lánh ánh vàng kim, linh khí bức người. Đây là con rối thú cấp 4, đập xuống một vài thứ cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ. Đôi mắt Hoàng Phú Quý sáng ngời, ánh mắt trở nên nóng rực. Võ Sương nhíu mày nhắc nhở, con rối thú của vạn khôi cung đều không mang đi được, đã sớm có người thử, mạnh mẽ thu con rối thú vạn khôi cung sẽ có phiền toái lớn. Hoàng Phú Quý trừ nhát như chuột, còn có tiếng là tham tài, thường xuyên coi ve chai là trọng bảo bán ra cho tu sĩ cấp thấp. Đáng tiếc, nếu có thể mang đi thì tốt rồi. Đây chính là con rối thú Khôi Đế luyện chế, khẳng định có thể bán được một cái giá trên trời. Hoàng Phú Quý dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt đau lòng. Phương Thanh Sơn cười mà không nói, Hoàng Phú Quý nếu không tham tài, vậy còn là Hoàng Phú Quý sao? Sau khi rẽ trái đi thẳng hơn trăm trượng, một căn phòng đá lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên mặt đất phân tán một ít hài cốt con rối thú, còn có một pháp bảo phi đao gãy. Có năm gian phòng đá mở rộng cửa, hiển nhiên là có người vượt qua trước bọn họ, xâm nhập vạn khôi cung. Trên cửa năm gian phòng đá phân biệt viết năm chữ, giáp, ất, bính, đinh, mộc, tựa như là đối ứng cái gì. Võ Sương lấy ra một tấm da dê màu xanh, chau mày, lẩm bẩm. Không đúng, không giống với bản đồ địa hình tổ tiên chúng ta lưu lại. Sao có thể có 5 căn phòng chứ? Tổ tiên Võ gia từng tiến vào vạn khôi cung, nhưng chưa đạt được bảo vật gì, bị thương nặng mà quay về, để lại một tấm bản đồ địa hình. Ông lão áo bào xanh và thiếu phụ váy trắng nhìn nhau một cái,
sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Nếu không phải là Võ Sương mời bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ không tới nơi đây. Bản đồ không sai, có người kích động cấm chế Vạn Khôi Cung, thay đổi bố cục Vạn Khôi Cung. Vạn Khôi Cung là một mê cung khổng lồ. Nếu là có người kích động cấm chế, mê cung sẽ xảy ra biến hóa. Hoàng Phú Quý chợt mở miệng nói. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Hoàng Phú Quý chẳng lẽ là từng tiến vào Vạn Khôi Cung sao? Không đúng. Vạn Khôi Cung 500 năm mở ra một lần. Hoàng Phú Quý 500 năm trước còn chưa sinh ra nhỉ? Trong mắt bốn người bọn Võ Sương tràn đầy hoang mang. Bọn họ thân là tu sĩ Bắc Cương, cũng chưa nghe nói về chuyện này. Nếu là thật như vậy, sao trước kia chưa từng nghe nói chuyện này? Hoàng Đạo Hiểu, người nói lời này căn cứ từ nơi nào? Võ Sương có chút khó hiểu hỏi. Hoàng Phú Quý nghỉ một chút nói. Ta và Tống Tiên Tử của Tam Diệm Cung từng xông vào một chỗ động phủ của Khôi Đế. Bởi vì vậy, biết được một ít tình huống về Vạn Khôi Cung. Dưới tình huống bình thường, cấm chế là sẽ không xảy ra biến hóa. Trừ phi có người xông đến cuối mới có thể kích động cấm chế. Vạn Khôi Cung rất lớn, bố trí rất nhiều cấm chế. Nhờ đâu vận khí không tốt, chúng ta có thể bị truyền tống đến bên trong một cấm chế khác. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Nếu Hoàng Phú Quý nói là thật, truyền tống đến bên trong một cấm chế khác, vậy thì phiền toái rồi. Cũng đến nơi đây rồi, các vị đạo hữu muốn lùi bước sao? Các người nếu không muốn tiến lên, thứ ta hứa hẹn cho các người chỉ có thể cho được một nửa. Nếu là các người đáp ứng đi theo, sau khi xong việc, ta có thể cho các người thêm hai bảo vật. Võ Sương hứa hẹn, vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu phụ váy trắng do dự một lát đề nghị. Nếu không chúng ta lui ra ngoài, ôm cây đợi thỏ đi. Chờ bọn họ lấy đi ra bảo vật, chúng ta lại đoạt từ trên tay của người khác. Hoàng Phú Quý lắc đầu nói. Biện pháp này không thể được. Ai biết cấm chế Vạn Khôi Cung có thể truyền tống kẻ xâm nhập ra ngoài hay không. Ở lại bên ngoài cũng không phải là không có nguy hiểm. Ta nhớ rõ nếu cấm chế Vạn Khôi Cung bị xúc động, cấm chế bên ngoài cũng sẽ có điều thay đổi. Hy vọng ta đoán đã sai. Vừa dứt lời, lòng đất chợt toát ra một bức tường đá thật dày chặn lối ra. Đồng thời vách tường bốn phía bắt đầu di động, di động hướng tới bọn họ. Mười mấy vách đá rộng cả trượng, giống như là vật còn sống, nhanh chóng di động tới. Tốc độ của vách đá rất nhanh, không thể phá vỡ. Hai cốt con rối thú rơi ở trên mặt đất, bị hai tấm vách đá đè ép thành phấn. Vương Thanh Sơn phất tay áo, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh bay ra đánh lên trên vách đá, vang lên một chuỗi tiếng vang trầm đục. Vách đá hoàn hảo không hao tổn gì, không lưu lại một chút dấu vết nào. Một lát sau, vách đá dừng lại. Ba người bọn Vương Thanh Sơn xuất hiện ở một căn phòng đá lớn hơn trăm trượng. Căn phòng đá có hai thông đạo đá, trên lối vào phân biệt viết hai chữ sinh tử. Thiếu phụ váy trắng bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu trắng, hóa thành các đốm sáng màu trắng biến mất. Một tiếng nổ vang lên, thiếu phụ váy trắng đụng vào trên vách đá. Trên vách đá chợt toát ra lượng lớn phù văn màu vàng. Những phù văn màu vàng này giống như là vật còn sống, vặn vẹo không ngừng, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mịt mờ. Thiếu phụ váy trắng vẻ mặt uể oải hỏi Hoàng Phú Quý. Hoàng Đạo Hiểu, chúng ta nên đi đâu đây? Ta không biết, ta cũng là lần đầu tiên xông vào Vạn Khôi Cung, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy ta đã không tới. Hoàng Phú Quý lộ ra khuôn mặt mướp đắng. Hắn từng xông vào không ít cấm địa cùng bí cảnh, nhưng nguy hiểm nhất thuộc về Vạn Khôi Cung. Đây là một động phủ tạo hóa của tu sĩ hóa thần lưu lại, nhưng dụ hoặc của Vạn Khôi Cung cũng là lớn nhất. Khôi Đế năm đó là tu sĩ hóa thần thống nhất Bắc Cương tu tiên giới, đồ nàng để lại khẳng định không tầm thường. Có cấm chế hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Vương Thanh Sơn thả ra hai con rối ngựa nhỏ, khống chế chúng nó xông vào trong hai thông đạo đá. Kỳ quái là cũng chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con rối ngựa nhỏ đi đến cuối, hiện tượng lạ nổi lên. Một thông đạo đột nhiên toát ra một mảnh lớn lửa màu xanh. Một cái thông đạo chợt trào ra một luồng khí lạnh thấu xương màu trắng. Một con rối ngựa bị đông lạnh, một con rối ngựa bị biến mất. Hai thông đạo đều có cấm chế, chúng ta đi một bên nào? Thiếu phụ váy trắng nhíu chặt lông mày lá liễu, sắc mặt rất khó coi. Nếu ở lại tại chỗ bất động, có thể sẽ kích hoạt cấm chế khác. Cái này không khác ngồi chờ chết. Các người đi theo ta. Vương Thanh Sơn sải bước đi về phía thông đạo toát ra ngọn lửa màu xanh. Ngoài thân hắn sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, che kín toàn thân của hắn. Hắn vừa đi vào thông đạo, một mảnh lớn lửa màu xanh ùa về phía hắn.
kỳ quái là lửa màu xanh không phải là thương tổn đến Vương Thanh Sơn, bay vào cổ tay áo hắn rồi biến mất. Vương Thanh Sơn đưa lưng về phía Hoàng Phú Quý cùng thiếu phụ váy trắng. Bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Vương Thanh Sơn thi triển thần thông gì. Bọn họ có thể xác định trên tay Vương Thanh Sơn có dị bảo, có thể khắc chế cấm chế hỏa thuộc tính. Thiếu phụ váy trắng vội vàng đi theo, Hoàng Phú Quý đi ở sau lưng. Dọc đường đi, thông đạo không ngừng toát ra lửa màu xanh, lục tục bay vào trong Thanh Liên Đăng. Vương Thanh Sơn không tổn hao gì, đi hơn trăm trượng rẽ trái, một đại điện lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đại điện trống rỗng, đừng nói người tu tiên, ngay cả một cái bàn cũng không có. Trên vách đá điêu khắc lượng lớn hình yêu thú dữ tợn. Góc bên trái có một lối ra cao khoảng một trượng, không biết là đi thông nơi nào. Vách đá chợt sáng lên ánh sáng màu vàng kim, một con rối thú hình người toàn thân ánh vàng rực rỡ và một con rối nhện màu bạc hình thể thật lớn từ trong vách đá chui ra. Xem khí tức của bọn họ, hiển nhiên là con rối thú cấp 4. Chúng nó vừa xuất hiện liền công kích ba người bọn Vương Thanh Sơn. Hai tay con rối thú hình người vồ vào không gian hướng về phía Vương Thanh Sơn. Tiếng xe gió xè xẹt vang lên, sợi tơ màu vàng rầm rập bắn ra, nháy mắt đến trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, tay phải tùy tay bổ một phát, một mảnh lớn kiếm khí màu xanh bắn ra nghênh đón. Một chuỗi tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm khí màu xanh bị sợi tơ màu vàng đánh vỡ nát, bộc phát ra những làn sóng khí. Hai con rối thú cấp 4 điên cuồng công kích Vương Thanh Sơn. Về phần Hoàng Phú Quý cùng thiếu phụ váy trắng, chúng nó không để ý tới, làm người ta nghĩ mãi không hiểu. Vương Thanh Sơn lấy ra 9 cây thanh ly kiếm, vòng quanh bản thân bay lượn không ngừng, phát ra những luồng kiếm khí màu xanh sắc bén, chém vào trên thân của con rối thú cấp 4, và lên một chuỗi tiếng vang trầm đục. Thanh ly kiếm chém ở trên thân chúng nó, cùng chỉ lưu lại một vết trắng nhợt nhạt. Hoàng Phú Quý và thiếu phụ váy trắng đang muốn hỗ trợ, mặt đất chợt toát ra một mảnh ngọn lửa màu xanh. Thế lửa đang không ngừng mở rộng. Thiếu phụ váy trắng do dự một lát, bay về phía lối ra. Chết, đạo hữu không chết bần đạo. Bọn họ hiển nhiên đã lâm vào trong cấm chế nào đó, ở lại chỗ này tương đối nguy hiểm. Ai biết còn có thể va chạm vào cấm chế gì. Hoàng Phú Quý nhìn thiếu phụ váy trắng một cái, không nói gì thêm. Có ra một mảnh lớn hạt cát màu vàng, huyền hóa ra một mảnh lớn sa mạc màu vàng, công kích con rối nhện. Hoàng Phú Quý rất rõ, đi theo Vương Thanh Sơn tương đối an toàn, một mình chạy trốn phiêu lưu lớn hơn nữa. Nếu là bọn họ không thể giải quyết hai con rối thú cấp 4 này, bọn họ chỉ sợ sẽ chết ở đây. Con rối nhện nhất thời thay đổi mục tiêu, công kích Hoàng Phú Quý. Thiếu phụ váy trắng chiếu ra một hạt châu màu trắng to bằng quả trứng gà, phát ra một mảnh lớn quầng sáng màu trắng, bao phủ hết phạm vi 30 trượng ở bên trong. Nơi bị quầng sáng màu trắng che kín, nhất thời kết băng. Tầng băng dày mấy thước, lửa màu xanh va chạm vào khí lạnh màu trắng, nhất thời bốc lên khói trắng, phát ra tiếng xèo xèo trầm đục. Ngoài lối ra là một khu sân nhà yên tĩnh, trên đất trải một ít phiến đá màu xanh, ngoài ra không còn vật nào nữa. Nàng thả ra một đàn linh phong màu trắng, bay vào lối ra, cũng chưa có gì khác thường. Nàng lật bàn tay ngọc, ánh sáng màu trắng lóe lên, một cái đỉnh nhỏ màu trắng lung linh tinh xảo xuất hiện ở trên tay của nàng, đánh vào một pháp quyết, sợi tơ màu trắng rậm rạp bay ra, bện thành một tấm lưới lớn màu trắng lớn hơn 10 trượng, trùm về phía con rối thú hình người. Con rối thú hình người vung chạm mã đao màu vàng trên tay, bổ về phía đỉnh đầu. Một luồng ánh sáng màu vàng bay ra, bổ lên tấm lưới lớn màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm đục. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Mặt sàn chợt dựng đứng lên, ngăn cách Vương Thanh Sơn cùng Hoàng Phú Quý ở một không gian lớn hơn 10 trượng. Hai con rối thú cấp 4 ở không gian hẹp phát huy ra lực lớn hơn nữa. Con rối thú hình người bước dài một cái xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn, chạm mã đao màu vàng trong tay bổ về phía Vương Thanh Sơn. Một luồng ánh sáng màu vàng chợt từ cổ tay áo Vương Thanh Sơn bay ra, là một tấm gương màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa, chính là Huyền Hoàng Kính. Bề mặt Huyền Hoàng Kính sáng lên vô số phù văn màu vàng, chợt tỏa sáng rực rỡ, phun ra một mảnh quầng sáng màu vàng rộng lớn, bao phủ con rối thú hình người. Thân thể của con rối thú hình người nháy mắt hóa đá, 9 cây thanh ly kiếm giống như là bổ dưa thái rau, chém vỡ nát con rối thú hình người hóa đá. Con rối nhện bị một bàn tay to màu vàng lớn hơn 10 trượng đè lại. Bàn tay to màu vàng hiển nhiên là do hạt cát màu vàng rậm rạp tạo thành. Vương Thanh Sơn giở lại trò cũ,
Huyền Hoàng Kính phun ra một quầng sáng màu vàng bao phủ con rối nhện. Con rối nhện nhanh chóng hóa đá, bị Thanh Ly kiếm chém vỡ nát. Con rối thú cấp 4 dễ đối phó như vậy sao? Vương Thanh Sơn có chút khó có thể tin. Huyền Hoàng Kính có được công năng hóa đá, nhưng việc đời không có tuyệt đối. Nếu Huyền Hoàng Kính thật sự lợi hại như vậy, Hoàng Long chân nhân cũng sẽ không chết. Linh quang chợt lóe, hai cốt của con rối thú chợt hóa thành hai lá bùa dài khoảng một thước. Mặt ngoài lá bùa vẽ hình một người cùng một con nhện. Đây là khôi lỗi giấy, có chút tương tự với phù binh, nhưng mà lại có điểm khác biệt với phù binh. Phù binh bình thường sở trường pháp thuật, thân thể cũng không chịu đòn tốt. Khôi lỗi giấy độ khó luyện chế đơn giản hơn so với con rối thú. Giống với con rối thú, khôi lỗi giấy chịu đòn khá tốt, sử dụng man lực công kích, đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Khó trách Vạn Khôi Cung có nhiều con rối thú cấp 4 như vậy, nhắm chừng hơn phân nửa đều là khôi lỗi giấy. Hoàng Phú Quý bừng tỉnh đại ngộ. Vương Thanh Sơn nhìn căn phòng đá đóng lại, chau mày. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, không biết rời khỏi nơi này như thế nào. Hắn phóng ra thần thức tra xét, thần thức bị cấm chế nào đó chặn lại, căn bản không thể tra xét tình huống nơi đây. Chẳng lẽ thật sự phải ngồi chờ chết sao? Loại cảm giác vô lực này khiến Vương Thanh Sơn thực sự không thoải mái. Hắn hơi cân nhắc, bắt pháp quyết. Huyền Hoàng Kính nhất thời bộc phát ra hào quang màu vàng chói mắt, bánh về phía vách đá xung quanh. Vách đá nhanh chóng hóa đá, một tầng chất đá thật dày bao trùm ở trên vách đá. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chín cây Thanh Lý kiếm nhất thời nổ rộ hào quang màu xanh, hóa thành chín luồng hào quang màu xanh đánh ra bốn phía. Một tràng tiếng nổ qua đi, tầng chất đá chia năm xẻ bảy, bụi đất bay lên, mặt đất kịch liệt chớt lên, mặt sàn dưới thân bọn họ thoát ra vô số phù văn màu vàng mơ hồ tạo thành một trận pháp. Không ổn, là trận pháp. Vương Thanh Sơn thầm kêu không ổn. Hắn còn chưa phản ứng lại, ánh vàng chợt lóe, một cột sáng màu vàng thô to từ dưới chân dâng lên, bao phủ bóng dáng hai người bọn họ. Chờ bọn họ hồi phục tinh thần, chợt xuất hiện ở bên trong một tòa đại điện lớn hơn 10 mẫu. Bạch Lang chân nhân ngã trong vùng máu, ngực có một lỗ máu to bằng miệng bát, trái tim không cánh mà bay. Hai mắt hắn trợn thật to, giống như là thấy được thứ nào đó không thể tưởng tượng. Hoàng Phú Quý nhìn thấy thi thể của Bạch Lang chân nhân, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thích nhất là phát tài từ người chết. Hắn thả ra một con rối khỉ, đi lên phía trước, từ trên thi thể lục soát ra một chuỗi chữ vật châu màu trắng, ngay cả pháp y trên người gã cũng lột xuống, thi thể trực tiếp thiêu hủy. À ha, cuối cùng không đến uổng một hồi. Hoàng Phú Quý cười ha ha, lấy đồ bên trong chuỗi chữ vật châu ra. Bạch Lang chân nhân là tán tu, chủ yếu là một ít tài liệu yêu thú, tài liệu luyện khí, pháp bảo có 3 món. Một cây ngọc như ý màu xanh, một cây giáo màu xanh dài nửa trượng, một hạt châu màu trắng to bằng long nhãn, còn có rất nhiều tài liệu thượng vàng hạ cám. Bản mạng pháp bảo của Bạch Lang chân nhân không thấy nữa, trên mặt đất cũng không có quá nhiều máu, cũng không có được dấu vết chiến đấu gì, nhắm chừng là hắn xông đến cuối, xúc động cấm chế, chết chưa hết tội. Hoàng Phú Quý hừ nhẹ nói, ánh mắt đặt ở trên tài liệu dưới đất, cười tủm tỉm nói, Vương đạo hữu, ai gặp là có phần, mấy thứ này chúng ta chia đi, không uổng công chúng ta đến một chuyến. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, trừ hạt châu màu trắng, Vương Thanh Sơn còn có mấy chục ngọc giản màu sắc khác nhau. Hắn chưa kịp nhìn kỹ, vội vàng thu lại. Pháp bảo cùng tài liệu luyện khí chưa thể nói là quý hiếm, Vương Thanh Sơn tặng cho Hoàng Phú Quý. Gã vừa rồi còn chưa bỏ lại Vương Thanh Sơn chạy trốn, đây là phần thưởng đối với gã. Vương Thanh Sơn nhìn đại điện trống rỗng, chau mày. Thần thức của hắn mở rộng, ý đồ tìm một chỗ đường ra. Đột nhiên, đôi mắt Vương Thanh Sơn sáng ngời, ánh mắt dừng ở góc bên trái đại điện. Thần thức của hắn cảm ứng được, nơi đó có cấm chế dao động mơ hồ, so với ngồi chờ chết còn không bằng liều một phen. Hắn bắt kiếm quyết, chín cây Thanh Ly kiếm nhất thời nổ rộ hào quang màu xanh, phát ra một mảnh lớn kiếm khí màu xanh, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chống trời dài hơn trăm trượng, chém về phía góc bên trái. Thanh kiếm khổng lồ chống trời chém lên góc trên bên trái, như đánh vào trên tường đồng vách sắt, truyền ra tiếng kêu. Không gian xung quanh vặn vẹo biến hình một trận, một lực lượng không gian mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập tới, tự như là muốn nghiền nát thân thể của hắn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên rất khó coi, hắn nghiến răng một cái, trên người xông ra mấy luồng kiếm ý kinh người. Chín cây Thanh Ly kiếm kết hợp một thể,
hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn 10 trượng, tản mát ra một khí tức hủy thiên diệt địa. Nhân kiếm hợp nhất, Vô Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, nhập vào trong thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh nở rộ hào quang, chém về phía góc trên bên trái. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thanh kiếm khổng lồ màu xanh chợt xuất hiện ở trên không một mảnh sa mạc màu đen rộng lớn. Hào quang màu xanh chợt lóe, Vương Thanh Sơn cùng thanh ly kiếm tách ra. Hắn nhìn sa mạc màu đen phía dưới, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Phú Quý không biết chạy đi đâu rồi, Vạn Khôi Cung cũng biến mất. Hắn không biết mình ở đâu, nhưng cuối cùng cũng đã rời khỏi Vạn Khôi Cung. Vương Thanh Sơn mở rộng thần thức, nhíu mày. Nơi này có cấm chế đặc thù, thần thức của hắn chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hắn không có bản đồ địa hình, cũng không biết nơi này là nơi nào, càng không biết chạy đi đâu mới có thể có đường ra. Vương Thanh Sơn thu hồi 9 cây thanh ly kiếm, thật cẩn thận bay về phía trước. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Trong lòng Vương Thanh Sơn cả kinh. Do dự một lát, hắn bay đi ngọn nguồn thanh âm. Không có bao lâu, một luồng hào quang màu vàng bay tới trước mặt. Ở phía sau hào quang màu vàng còn dần theo một luồng hào quang màu đen. Vương Thanh Sơn vội vàng dừng lại. Hắn thấy rõ chân dung hào quang màu vàng là một thiếu phụ váy vàng trâu tròn ngọc sáng. Thiếu phụ váy vàng dáng người nóng bỏng, bộ ngực cao ngất, trực nhảy ra, eo nhỏ, mông cong, cổ tay áo của nàng thêu một hình ngọn lửa màu đen. Lửa màu đen là dấu hiệu của Cựu U Tông. Xem khí tức của nàng, hiển nhiên là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Một tiếng rít bén nhọn vang lên, một con bọ cạp khổng lồ toàn thân màu đen đuổi theo. Trên lưng bọ cạp khổng lồ mọc hai đôi cánh mỏng màu đen, có hai cái đuôi nhọn màu vàng nhạt, hai cái kìm lớn cả trượng, trong mồm phun ra khói độc màu đen cực kỳ dữ tợn. Đây là một con kim vị truy hồn hạt cấp 4 hạ phẩm, kịch độc vô cùng. Ở Lạc Nhật sa mạc đụng tới tu sĩ Nguyên Anh của Cựu U Tông, Vương Thanh Sơn có chút bất ngờ. Hắn nhíu mày, đã có chủ ý. Kim vị truy hồn hạt, nó nhẹ nhàng vỗ hai đôi cánh mỏng manh màu đen lớn cả trượng, hóa thành một trận gió biến mất. Ngay sau đó, nó xuất hiện ở đỉnh đầu thiếu phụ váy vàng. Hai cái đuôi nhọn rung lên, biến ảo thành một mảnh lớn sợi tơ màu vàng, đánh về phía thiếu phụ váy vàng. Ngoài thân thiếu phụ váy vàng chợt toát ra một mảnh lớn hào quang màu vàng. Vô số phù văn màu vàng từ trên người nàng bay ra, xoay vù vù, hóa thành một màn hào quang màu vàng nhạt che kín toàn thân của nàng. Một tràng tiếng trầm đục vang lên, màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Kim vị truy hồn hạt há mồm phun ra một mảnh lớn khói độc màu đen, đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng truyền ra tiếng xèo xèo trầm đục, bốc lên một làn khói. Một luồng hào quang đen to bằng cánh tay trẻ con từ trong mồm nó bay ra, đánh lên màn hào quang màu vàng. Linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Hai cái kìm thật lớn của kim vị truy hồn hạt đánh lên trên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng xé rách ra, thiếu phụ váy vàng sợ tới mức mất vía. Tiếng xé gió rền vang, hai luồng hào quang màu xanh bắn nhanh đến, đánh lên hai cái kìm của kim vị truy hồn hạt. Hai tiếng trầm đục vang lên, hai cái kìm của kim vị truy hồn hạt có thêm hai vết mờ. Thiếu phụ váy vàng nhân cơ hội phi độ đi. Kim vị truy hồn hạt muốn đuổi theo, một con dao long kiếm màu xanh dài hơn 10 trượng lao tới. Nó còn chưa tới gần, một trận cuồng phong đã ập vào mặt. Kim vị truy hồn hạt há mồm, một luồng hào quang đen thô to bay ra, đánh chuẩn xác ở trên thân của dao long kiếm màu xanh. Dao long kiếm màu xanh nhất thời nổ vỡ ra, bộc phát ra một mảnh lớn kiếm khí màu xanh, nối đuôi nhau đánh ở trên thân kim vĩ truy hồn hạt, truyền ra một tràng tiếng kim loại giao kích trầm đục. Ngoài thân kim vĩ truy hồn hạt có thêm mấy chục vết chém, không cẩn thận quan sát còn không phát hiện được. Hào quang màu xanh chợt lóe, 9 cây thanh ly kiếm bảo vệ lấy kim vĩ truy hồn hạt. Mỗi một cây thanh ly kiếm đều phát ra một tràng tiếng kiếm ngân trong suốt, hô ứng lẫn nhau. Vô Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, bắt kiếm quyết. 9 cây thanh ly kiếm nhất thời nổ rộ hào quang màu xanh, hóa thành 9 đóa hoa sen màu xanh lớn cả trượng. Hoa sen màu xanh lấp lánh ánh xanh, giống như là làm từ mỹ ngọc. 9 đóa hoa sen màu xanh bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từng cánh hoa màu xanh bay ra như thiên nữ tán hoa, hóa thành những cây phi kiếm màu xanh dài 3 thước chém về phía kim vị truy hồn hạt. Thời gian trôi qua từng chút một, 9 lốc xoáy màu xanh thật lớn theo 9 đóa hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn bỗng hiện lên,
bao vây kim vĩ truy hồn hạt. Vô số hạt cát màu đen bị cuốn lên trời, đón gió bay múa. Kim khí màu xanh dày đặc từ trong chín đạo lốc xoáy bắn ra, lục tục đánh ở trên thân của kim vĩ truy hồn hạt. Tốc độ lốc xoáy màu xanh chuyển động càng lúc càng nhanh, thể tích càng lúc càng lớn, bao trùm kim vĩ truy hồn hạt. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.